mới có 2 vụ nồm đi qua mà đã để lại rất nhiều cay đắng. Số lượng khách hàng gọi cho em trong một ngày về hiện tượng là tivi bị hỏng màn, tivi chỉ có tiếng không có hình sau đợt nồm vừa rồi rất là nhiều. Thậm chí là cuộc gọi này còn nhiều hơn cả là cuộc gọi mua hàng nữa. Bản thân em cũng rất lấy làm tiếc cho những khách hàng mà gặp phải hiện tượng không may đó. Có rất nhiều khách hàng chỉ gặp những cái lỗi nó khá là nhẹ, ví dụ như là liên quan đến phần nguồn thôi, thì cái chi phí mà chúng ta thay thế hoặc sửa chữa nó rất là dễ. Nhưng mà những khách mà bị liên quan đến phần chập màn, chập cáp hoặc là bị chập hẳn ở bên trong những cái mạch ở trên màn ấy, làm cho tivi nó bị kẻ hẳn này, hoặc là nó bị hỏng hẳn cái màn, nó túi thui mà không thể khắc phục được, mà chúng ta chỉ có thể thay thế thôi ấy, thì rất là tiếc. Tại vì là cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra để mà thay nó khá là đắt, đúng không ạ? Đặc biệt là thay màn. Chính như vậy là có rất nhiều khách hàng mới thắc mắc, mới hỏi em là có nên thay cái màn mới hay không, hay là chúng ta mua một sản phẩm mới. Tại vì là nếu như mà không thay bỏ đi thì cũng tiếc, đúng không ạ? Mà nếu thay thì liệu rằng là nó có bền hay không, cái chi phí nó như thế nào. Thì em xin chia sẻ quan điểm cá nhân riêng của em ở trong cái phần mà quyết định có nên thay màn mới hay không, thì chúng ta phải dựa vào 3 yếu tố mọi người nhé. Cái yếu tố đầu tiên là chúng ta phải xem xét cái vấn đề liên quan đến cái thời gian bảo hành nó còn hay không. Cái này thì dễ, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải xem xét cái vấn đề liên quan đến chiếc tivi đó chúng ta sử dụng trong vòng bao lâu rồi, được bao nhiêu năm rồi. Và cái thứ ba, cái cuối cùng đó là liên quan đến cái mức giá thành mà chúng ta sẽ phải thay cái màn đó so với lại cái tivi mới bây giờ nó như thế nào. Phải cân nhắc giữa ba yếu tố này. Thì đối với cái yếu tố đầu tiên là liên quan đến cái thời gian bảo hành thì nó rất dễ rồi. Đối với những cái tivi mà chúng ta mua mới chính hãng thì thường là bảo hành là 2 năm, đúng không ạ? Và những sản phẩm mà cao cấp hoặc đặc biệt hơn một chút có chương trình riêng thì có thể là 3 năm. Nếu như còn bảo hành thì đa phần chúng ta sẽ có sự can thiệp của hãng được. Và nếu biết cách thì gần như đều là miễn phí, đúng không ạ? Gần như là đều là miễn phí. Tại sao em nói cái này? Cái này là chúng ta phải chia sẻ nhỏ với nhau thôi nhá. Và hãng họ không muốn chúng ta biết điều này nhiều. Vì nói thật ra là có nhiều sản phẩm thực ra khi mà đến kiểm tra thì nó không đủ tiêu chí để bảo hành. Một số những cái lỗi mà liên quan đến hỏng màn hình do người sử dụng, như kiểu là chúng ta lau màn hình mà để nước nó rơi vào, hoặc là một số những cái lỗi mà có thể là được phát hiện một cách trực quan bằng các kỹ thuật ấy của hãng họ phát triển trực quan, là rõ ràng là thấy là đây là sự tác động bên ngoài, hoặc là rất nhiều những cái trường hợp ví dụ như là côn trùng vào bên trong, những con rán hoặc là những con kiến mà nó vào nó chết trong mạch chẳng hạn, rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì thật ra chúng ta chỉ cần khéo léo với lại bên thợ kỹ thuật thôi, thì gần như họ sẽ làm cho chúng ta được một cái biên bản hiện trạng sản phẩm nó thuộc về trách nhiệm của hãng được, để chúng ta được miễn phí. Lúc này chúng ta hoàn toàn phải tế nhị một chút, không nên căng thẳng gì với lại nhân viên mọi người nhé. Tại vì chúng ta phải thông cảm một điều, đó là nhân viên không phải là người sản xuất ra sản phẩm đó, họ chỉ là người hỗ trợ để bảo hành sửa chữa chúng ta mà thôi. Nên là chúng ta có trách thì chúng ta trách hãng, hoặc là trách cái cách sử dụng chúng ta, chứ không nên trách nhân viên mà đi sửa chữa. Thì em khuyên là mọi người nên tế nhị, và nếu như mà có sự hỗ trợ của những cái bạn nhân viên đó ấy, thì những cái lỗi mà thuộc về chúng ta nhiều khi vẫn giải quyết được, trừ mỗi là cái lỗi là làm vỡ màn thôi. Ví dụ như chúng ta mà làm vỡ thì chịu. Tại vì là đối với hãng thì cái quan điểm đó là sống thì phải thấy hình mà chết thì phải thấy xác. Tức là những cái sản phẩm mà chết đó thì đều phải thu về và phải thấy cái xác và thấy được hiện trạng đó. Nên là những cái hiện trạng kiểu như mà đã vỡ màn rồi thì nhân viên họ không giấu đi được, không che được. Còn các lỗi khác thì cơ bản họ vẫn có cách che được, đúng không ạ? Kẻ kiếp thông thường thì có thể người ta vẫn làm cho một cái biên bản hiện trạng để mà hãng có thay cái màn khác được. Thì nếu như còn bảo hành nó rất dễ chỗ này mọi người nhé. Chúng ta tế nhị một chút thôi là làm được, và gần như miễn phí. Và cái vấn đề thứ hai nữa là lúc mà không còn bảo hành nữa thì xử lý thế nào. Thì em mới tính đến cái phương án thứ hai, đó là liên quan đến cái thời gian sử dụng. Đối với sản phẩm mà chúng ta sử dụng trên 5 năm ấy, thì theo em khuyên là nếu có chết màn hình thì chúng ta cũng nên mua sản phẩm khác. Tại vì nó có hai vấn đề. Cái thứ nhất là để mà đi tìm được một cái màn tương thích ở cái sản phẩm mà cách đây 5 năm, hiện tại bây giờ nó rất là ít, gần như là không có. Tại vì là thường thì các hãng họ sẽ có sự biến đổi theo hàng năm. Cái mà chúng ta nhìn thấy biến đổi đơn giản thôi, ví dụ như là cái kích thước chúng nó cũng thay đổi và cũng nhỉnh lên, đúng không ạ? Đầu tiên có thể là một chiếc TV 39 inch thôi, nhưng năm sau nó lại ra cái mẫu 40 inch, năm sau nữa lại 42, và bây giờ đại trà nhiều nhất lại là 43 inch, đúng không ạ? Thì nó cứ nhỉnh một chút như vậy, và chưa tính đến các công nghệ khác nữa.
nó cũng thay đổi. Nên là tìm lại được cái màn mà nó zin theo cái đời cách đây 5 năm thì nó rất là khó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mọi người có tìm thấy được nữa và thay vào thì có thể là chưa chắc nó đã đồng bộ với linh kiện. Tại vì là những cái linh kiện mà sử dụng trong quá trình suốt 5 năm, ngoài cái màn ấy ra nó còn rất nhiều các linh kiện khác nữa, ví dụ như là nguồn rồi như là tụ, rất nhiều những cái thứ. Nó cũng đến tuổi mà nó đang già dần. Khi mọi người có lắp vào một cái màn mới ngay vào đó thì nó cũng không còn đồng bộ với linh kiện, và cái tuổi thọ phía sau của nó cho cái màn đó hoặc là các linh kiện khác bên trong nó cũng không còn được nhiều nữa. Và chưa kể là cái chi phí chúng ta phải bỏ ra để mua một cái màn nó cũng đắt, đúng không ạ? Thì cái thời gian nó còn lại không còn đáng là bao nhiêu thì em nghĩ rằng mọi người cũng cân nhắc chỗ này, đúng không ạ? Nếu mà trên 5 năm theo em thì nên mua. Chưa kể tới là về giá, đúng không ạ? Cái phần cuối cùng là liên quan đến cái giá đấy. Thì đối với cái giá thì em cũng lại khuyên như này: nếu như mà cái chi phí mà chúng ta bỏ ra để mà thay cái màn ấy mà nó rẻ hơn 50% so với lại giá TV mới có cấu hình tương đương ấy. Ví dụ giả sử như là chúng ta thay một cái màn hình hết 5 triệu và tham khảo một cái mẫu TV có cấu hình tương đương cái mẫu đó ở trên thị trường, thậm chí của cái hãng đó, mà nó chỉ ở mức đó là khoảng 10 triệu ấy. Tức là nếu như mà chúng ta phải bỏ ra dưới 5 triệu thay vì phải mua một cái TV 10 triệu thì chúng ta có thể nên thay. Chứ còn nếu như mà nó trên nhá, ví dụ như nó lên trên 50%, ví dụ như là nó là 6-7 triệu thì anh nghĩ là chúng ta không nên mua. Vì cái này nó không liên quan gì đến kỹ thuật, mà nó chỉ liên quan một cái bài toán kinh tế rất dễ để tính thôi. Nếu chúng ta bỏ ra 50% số tiền mà để mua một sản phẩm mà nó chỉ được bảo hành khoảng 6 tháng thôi. Tại vì khi thay màn thì mặc định tối đa hãng nào họ cũng chỉ bảo hành cho mọi người thêm 6 tháng riêng cái màn hình thôi, đúng không ạ? Đấy là tối đa. Thế còn nếu như mà một số những cái màn không phải chính hãng của nó thì nó chỉ bảo hành khoảng 3 tháng, thậm chí là 1 tháng, đúng không ạ? Mà chúng ta phải bỏ một lượng tiền lớn như vậy thì về bài toán kinh tế là chúng ta thua rồi. Nhưng còn nếu chúng ta bỏ ra 100% số tiền, ví dụ như là bỏ ra 10 triệu để mua một cái TV mà nó được bảo hành 2 năm, thậm chí một số hãng nó là 3 năm chẳng hạn, thì rõ ràng là nhân cái bài toán kinh tế của chúng ta là nó tốt hơn gấp đôi số tiền, nhưng mà chúng ta sẽ được gấp 3, gấp 4 lần bảo hành, đúng không? Thay vì là 6 tháng chúng ta được 24 tháng cơ. Đó, thì cái bài toán kinh tế như vậy thì nó hiệu quả hơn là chúng ta phải bỏ ra cái số tiền là trên 50%, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái tư duy và cái suy nghĩ cá nhân của em về trong cái lĩnh vực này thôi. Thế còn tất nhiên khi mọi người thay thế nó sẽ còn rất nhiều những cái màn hoặc là các định dạng màn nó khác nhau nữa, đúng không ạ? Có nhiều sản phẩm mà chúng ta phải mua lúc giá thành ban đầu rất là đắt đấy, và nhiều người bỏ ra thì sợ bỏ đi là thì tiếc, đúng không ạ? Và chúng ta muốn tìm một cái sản phẩm, một cái màn khác để thay vào cho nó đỡ tiếc. Nhưng mà thường ấy, để mà thay được một cái màn zin của hãng thì chỉ có hãng làm được thôi, chứ còn nếu chúng ta nhập ở ngoài ấy, thì cơ bản là rất ít khi mà chúng ta sẽ có được cái sản phẩm mà nó trọn vẹn được như ban đầu lắm. Khi mà thay lại thì gần như là để mà nó hoàn hảo được 100% như ban đầu là hơi khó, nên là mọi người phải cân nhắc thật là kỹ chỗ này. Đó, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái sản phẩm đắt tiền mà chúng ta mua trước đây, bây giờ cần tìm một cái màn zin thì cái màn ấy có khi nó còn đắt hơn cả là mọi người mua một cái TV mới hiện tại. Nên là tất cả cái đó chúng ta phải căn vào cái mức tài chính mà chúng ta phải bỏ ra. Đây là một vài chia sẻ của em về cái lĩnh vực có nên thay màn hay không thay màn. Rất là cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.